Thà nó chơi Lucian thì mình mít Lucian mình đánh luôn. Sang hàng khắc nghiệt hơn không ơi? Ơi, nó cho anh rồi, quỷ gần bên kia nó 100 sơ ca mà. Không biết đi ở đây đâu, không biết đi gần đâu. My shadow's getting restless. Hừ. Này quýnh view ra hay lắm, nãy game trước nó bị gì á. Cái game trước kèo găng lăng nó khó. Chứ tôi gặp nó view ra chưa dở thọt đúng không? Nãy hay thiệt á. Stick close to the devil. Nó quýnh đi với ghê, đi Camille, đi với lại Ghĩa Tông. Event nhiều quýnh hết. Ủa gần sớm luôn. I ain't a good man, but I'm close enough. A reckoning is coming. Giống như mấy kè này mình nghĩ là nó chay mình không được á, cho nên mình lên kiếm dài, lên cái đồ gan á. Xíu mình có hút máu, mình cây xa thì nó không có chay mình được nhiều. Nếu mà có chay mình chay thôi. Nên mình lên kiếm đồ gan nó sợ mình chay cho nên lên kiếm dài thôi. Hồi nó mua lưỡi hái nữa kìa. Nãy khờ rồi, mua lưỡi hái rồi. Chứ dám má chết. Ây à, chơi ngu vậy ta. Ghê. Lê lẹo chạy không kịp. Phải đó, tôi đâu có đủ 2k mốt đâu, 2k mốt mới đủ được. Tiền mình binh rồi mà, mốt bỏ luôn. Mốt thiếu cho thiếu luôn. Ai gửi cái là chết. Lê lê xe. I ain't opposed to roughing up troublemakers. Hết nâu chị bèo đuối không đó. Ờ tôi ăn luôn rồi. Hai 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 hai. Ok à, xử lý đỉnh quá cái nọ tử thủ. Cái nọ tử thủ đỉnh quá. Dạ nâu lát nè ghê. Let's go!
À không có, tao đồ đánh anh em ơi, mới lên dài giáp nè, bắn chậm quá, phải nó bắn nhanh nó chết rồi. Với lại phải nó mình mất cái một cái nội tại đúp e á, đúp e cũng lúc mất cái nội tại. Rồi. Quá đã. Má bắn đỉnh vậy ta. Tin được là sống luôn. Quá đã. They never stay down. Lâu ngày không chơi mà vô cầm vậy là quá đã. Hết đã. Má bắn bắn lộn vô trụ nữa. À, nó xua rồi. Quá đã. Lotion của CD đó.